ba đấy. Bán rồi chú? Ba đến cổng 250 triệu. Bán rồi à? À đấy. Đang đồng tiền bán gạo chứ. Bán chưa, ba đến cổng 250 triệu. Đây đẹp chứ. Đâu có phải bé là mà rẻ đâu. Chót bất mật. Hot nhất ở đây. Thiên nhiên thu nhỏ. Trực gạo đẹp không? Phải nhà xuân. Trực gạo. Trực gạo. Đi gặp hơn. Ai phân? Ai phân? Đấy. Đấy. Cháu thích đi gì? Cháu có rồi. Cháu có mang đi đuổi. Không phải có. Mày làm con người thế quái quái nên sân bên làm một cái cổng bé, cổng bé bằng một cái gian này thôi, một cái cổng này như thế đấy. Con này mà sáng mà ra gặp sớm mà mà quất à. Hay duyên dáng quái cổng bé bằng ba của nhà này đấy, sạch sẽ tiểu cảnh cái đồ cổng bắt đầu chết mùi rồi. Vô tình thôi, ổn định chậu rồi lâu năm rồi, chậu đá có tí hoa xi măng, xi măng có tí hoa nữa. Trước không thấy chú đi ra thành thất nhỉ? Lắng rồi, tớ bảo mới vào cái điện tao này. Đấy cũng không định đi mà có việc đi ngang qua đấy. Đấy. Tao dặn nó một vườn, nó bảo là hôm nào đi vào điện tao mà. Thế là nắng hùng hùng mình nắng quá. Chả có cái cây gì nữa. Vào cái chỗ mua dây thì thấy ông ấy mua mấy lạng dây. Cái gạo nó gọi vào nhà chơi. Nó gọi vào nhà chơi. Vào cái xanh. Cây rình rành. Nhà ông có cây rình rành cũng được. Cái tử, cái tử làm hơi ấy quá. Làm nhạc quá, làm quá. Chết. Hôm nay mà định chợ lâu rồi mà chưa được. Sinh quê mà. Cũng ngắn dân lại. Đẹp, chợ là mấy trăm nghìn rồi đấy. Để cho người chơi rồi rẻ. Cái này cốt hay chợ. Si là nhìn qua đường rình rành. Mini. Thiên nhiên thu nhỏ này. Tay một của nó. Rằm hết thì sao đi vắng thế. Cái này hay mà chả ai để ý nhỉ. Đó. Rằm ngắn lại. Bây giờ dưới nó xanh mướt rồi, nhìn lại ánh mắt khác.
gì đẹp. Con này ôm ở dưới cái máy nhà, ôm ở dưới cái móng nhà luôn. Kê lại vườn rồi. Dạ. Ta dồn vườn kê vào trong hết. Wow. Một lối. Con gà nhìn. Gà. Nhìn nó này. Ừ đấy, nên đi bên khác ngày. Trên nhiều thân thì là mình cắt cái dài. Hai nha. Mấy hôm nữa lại phải vào chú phát nữa. Vào nhá. Vâng. Bảo sáng vào chiều đi ăn trước nhá. Vâng. Chút thời gian. Cháu chắc chỉ vào được tí buổi chiều thôi. Lúc tan lúc tầm 4 giờ thôi. Tranh thủ lúc đi về. Và về chỗ mà thay tàu. À, này hay ghê. Ừ, thay thay 4 người. Anh có thay mức lên để phát quá. Già một tí là có hoa. Đúng màu đỏ đấy. Đỏ đây này là đơn lá đỏ rồi. Đơn hoa đỏ rồi. Nhìn cái lá ra bắt mình đấy. Phải hàng miền thôi. Con này em mua được trong sân nó về nó cao nó làm bóng mát rồi nên thấp nên em vung lại. Già phết. Nó chỉ là già. Không che nhìn thích quá. Đơn mượn bệ dễ ít cả cái chuối, cây chuối mà nó như kiểu cái bức đá đấy, cái tảng đấy đấy đấy. Chỉ lá kinh nhà nhà bố hai mảnh đất thật thôi, mảnh nào đây đề à? Đề bố đề. Hay bỏ không mà kiểu gì? Mỏ cái khe này đá thấm thủy. Không đề đây. Đi gốc bám đây với mình. Cầm cầm hết ra đi. Nó bê rơi nó vẫn mất phí. À không, đi nữa ra mua cái chậu. Từ trước em đã thấy anh chơi rồi mà bên này mua được. Cứ mỗi cái một kiểu. Cái này nó là cái sống mà ra bắt được cổng luôn. Cẩn thận là ai đâu. Chơi nó vừa phải. Quá rồi. Một cây nó không mua. Nhà bầy chi chích ra. Bây giờ đẹp thì... Cái này biết bao nhiêu cây rồi. Nếu mà không có cây là phải không được đi ra chợ. Mỗi cây một vẻ. Mà không có cây thì... Mỗi cây một vẻ. Cái nào cây giải cắm. Cái nào cây giải cắm nào. Cây đều cắm hết. Nhà chợ chỉ chơi cái này đây, cây mình nên chậm lại hoặc là khoáng lại hoặc là làm từ từ thôi. Thành phố lại mới bán cây đi thi thế giới với độ khéo được kinh nhá. Cái kiểu như bên bên có bên bên không biết đảm bảo nào bên nào chơi. Nhà có cây gì đấy, nhà có con chó to phết đi ngoài đất mới trả tiền ra thì làm gì có cái gì. Có cây cây bà đất, cây bà đất nói cứ như rớt rớt mật vào tai. Nói tầm với người ta là mặt tiền 41 dài 17 mét giảm hơn 1 tỷ nó chưa bán đấy. Cho tỷ rưỡi này bạn. Nói là quay à? Vâng. Đấy thì đấy thì đấy bảo là ra còn kịp để xem phải có tí nữa sách về rồi mua tận gốc có đi mua tận phú nhau đi chơi là chính kể kể cả không mua gì nên ấy không nóng đi ông không có thích chó như nào mình mua thích chó rồi ông riêng ông cũng chả nhớ ông thì không có chuyện đấy này nếu về đây sớm thì còn cái chế một hồi nha chứ nó dần tất không về là cái ở dưới gầm những cái chậu to em thấy ngan con năm sao ngan hoa chạy được. Con này thế giọng học nếu vội được cũng sao giỡn thôi không bỏ hết canh đi đường già đường già mất thời gian may mắn rồi đây.
đây chợ, toàn cảnh khu vực chợ khá là vắng, khá là vắng. Nhiều hoa mua hoa xinh đẹp lắm. Thế nhà mình lại vào này. Hai anh em với nhau bé, anh nhiều tuổi hơn. Sao anh không thể thích cái gì đẹp hơn đẹp hơn dòng em để làm cao. Em sống cao. Các cháu toàn bộ bóng đổ đấy. Ai dạ? Rồi được rồi được rồi. Chụp cái ảnh để đây cho lên tạp chí.